Trên lý thuyết, một cú nhảy đúng thời điểm khi thang máy rơi quả thực gia tăng được khả năng sống sót. Tuy nhiên trong thực tế, để làm được thì cực kỳ khó khăn. Chậm 1 giây, bạn chạm đất. Sớm 1 giây, bạn có thể cắm đầu vào trần thang máy, hoặc tốc độ nhảy sẽ bị giảm đi rất nhiều và khiến cú nhảy không hiệu quả. Thậm chí ngay việc nhảy được lên cũng đã là rất khó, vì lực hấp dẫn có xu hướng kéo mặt sàn xa khỏi bạn. Nếu muốn nhảy, bạn phải bám vào thanh tựa để giữ chân bám được vào mặt sàn. Một số ý kiến cho rằng khi thang máy rơi thì hãy nằm ra mặt sàn để phân tán lực rộng hơn, trải ra toàn bộ cơ thể. Tuy nhiên số khác lại phản bác, cho rằng điều đó cũng đồng nghĩa bạn đang chừa chỗ cho lực tác động đến não. Mà nếu như vậy, thà chấp nhận rủi ro nhảy lên để đôi chân chịu lực còn hơn. Gãy chân còn có thể bó bột chứ chấn thương sọ não hay bể đầu thì không bác sĩ nào cứu nổi. Vì bị ăn trộm kiện hàng quá nhiều, anh kỹ sư thất nghiệp này đã nghĩ cách để trừng phạt bọn chúng. Anh kỹ sư bắt đầu thiết kế một chiếc hộp với bề ngoài là đồ công nghệ đắt tiền để bẫy những kẻ trộm. Bên trong chiếc hộp được thiết kế với những chiếc máy bay không người lái mang theo 1 tấn bột kim tuyến, một bình xịt tự động chứa nước tạo mùi nước hoa hương ammoniac, nước thối. Khi những tên trộm mang chiếc hộp về và mở, hai máy bay không người lái sẽ bay lên và giải kim tuyến khắp nhà. Trong khi những tên trộm bận bịu với những chiếc máy bay, thì bình xịt trong hộp sẽ tự động xịt liên tục nước hoa ra bên ngoài biến căn nhà của những tên trộm thành nhà vệ sinh công cộng, một mùi hương nồng nàn thơm tho nhức cái óc. Bạn nghĩ sao về cách trừng phạt của anh kỹ sư này? Thường thì lốp xe sẽ được làm bằng cao su tổng hợp, ngay cả với những địa hình phức tạp nhất thì lốp xe bằng cao su vẫn là phương án tốt và rẻ tiền. Thế nhưng đó là ở trái đất, còn ở những địa hình ngoài vũ trụ thì lốp xe cao su trên những phương tiện không người lái và robot tự hành đã không thể đáp ứng được yêu cầu. Vì vậy NASA đã tạo ra chiếc lốp thế hệ mới, hoạt động dựa trên cấu trúc mắt xích được chế tạo từ các hợp kim như nickel titanium có khả năng chịu lực đàn hồi lên đến 10% so với lốp cao su. Vừa dẻo vừa cứng chắc như titan và vừa có sự đàn hồi, giúp xe có một chiếc lốp chấp gần hết mọi địa hình gồ ghề đến cắt lún. Lốp siêu đàn hồi mang lại độ lồi bằng hoặc cao hơn lốp xe nén truyền thống. Nó hạn chế khả năng hư hỏng do bị đâm thủng. Điều này sẽ giúp cải thiện độ an toàn cho ô tô và giảm phần lớn độ sóc cho xe. Mặc dù vậy sẽ cần rất nhiều thời gian nữa để lấy từ tủ lạnh của bạn, bạn có thể thấy chúng chủ yếu có màu trắng đục như mây. Tuy nhiên, chắc chắn bạn cũng nhìn thấy những viên đá trong suốt, đặc biệt là ở các quán bar và nhà hàng cao cấp trong veo. Có thể bạn nghĩ hiện tượng này liên quan đến chất lượng nước được dùng để đông đá, nhưng điều này không hẳn là đúng. Khi nước đóng băng, các tạp chất sẽ đi vào bên trong, còn nước tinh khiết sẽ đóng băng ở bên ngoài. Những tạp chất này bao gồm vôi, canxi, fluor, nitrat, magie và một số chất hữu cơ khác mà thực tế không thể loại bỏ bằng các phương pháp lọc thông thường. Vì vậy, khi nước đóng băng, các tạp chất được phân bố đều trong nước có xu hướng tập trung lại ở phần lõi của viên đá. Những tạp chất này không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn mà thậm chí còn tốt cho sức khỏe. Nhưng nếu bạn muốn ăn đá trong suốt hay làm đá trong suốt thì chỉ cần dùng nước tinh khiết hay nước cất là có thể có một viên đá trong suốt để ăn rồi.